Thách anh vẽ đầu Lê Phương Hoa, em nhảy lằng lá trên cây luôn. Trời ơi, ghê vậy sao? Coi chừng ngã cái là đăng xuất luôn đó em. Hot TikToker Đào Lê Phương Hoa có biệt danh là Hoa Hanasi, 26 tuổi, sở hữu kênh TikTok gần 17 triệu người đăng ký với rất nhiều video triệu view. Nổi bật nhất là video nhảy vũ điệu lằng lá thời gian gần đây, đạt gần 100 triệu lượt xem và hơn 4 triệu lượt tim. Phương Hoa sở hữu gương mặt xinh xắn, dễ thương, cùng vóc dáng cao thanh thoát và gu thời trang ấn tượng. Không chỉ xinh xắn, nhảy đẹp mà Phương Hoa còn học rất là giỏi. Bạn nào là fan của Đào Lê Phương Hoa để lại bình luận cho mình biết đấy nha.